Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất sau đây là nội dung chi tiết. Ông Putin, Nga không có kế hoạch kiểm soát thành phố Kharkov. Ông Putin nói Nga không có kế hoạch kiểm soát thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraina, chiến dịch hiện nay nhằm ngăn các vụ pháo kích qua biên giới. Về những gì đang diễn ra tại mặt trận Kharkov, đây là lỗi của Ukraina khi họ liên tục pháo kích các khu vực dân cư ở biên giới. Tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này tiếp diễn, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp báo tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc hôm nay. Ông chủ điện Kremlin khẳng định các đơn vị Nga đang duy trì đà tiến quân và tuân thủ kế hoạch tác chiến đã đề ra. Khi được hỏi liệu lực lượng Nga có ý định kiểm soát thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine hay không, ông Putin nói rằng không có kế hoạch nào như vậy vào thời điểm này. Tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sisky cùng ngày nói rằng lực lượng Nga đã mở rộng vùng giao tranh lên 70 km, buộc Kiev phải thêm nhiều lữ đoàn dự bị vào tham chiến. Ông nhận định giao tranh ở mặt trận Bắc và Đông Bắc Ukraine có thể tăng nhiệt trong thời gian tới, do Moscow có thể mở thêm mũi tiến công nhằm vào tỉnh Sumy lân cận. Tổng thống Putin hồi tháng 3 tuyên bố quân đội Nga vào thời điểm nào đó sẽ phải thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm ngăn đối phương tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông không giải thích rõ về khái niệm này, nhưng tuyên bố vùng đệm phải đủ lớn để các khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể chạm đến biên giới Nga. Cánh quân Bắc của Nga từ ngày 10 tháng 5 bất ngờ vượt qua biên giới, mở cuộc tấn công xuống phía Nam, vào tỉnh Kharkov của Ukraine. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho thấy các đơn vị Nga đã giành thêm 278 km vuông lãnh thổ, trong đó 257 km vuông thuộc tỉnh Kharkov trong giai đoạn ngày 9 đến ngày 15 tháng 5. Đây là bước tiến lớn nhất, lớn nhất của Moscow kể từ cuối năm 2022. Các mũi tiến công của Nga hiện nay chủ yếu là bộ binh trang bị nhẹ, với tổng quân số khoảng 2.000 người, được yểm trợ bởi pháo binh và chiến đấu cơ ném bom lượn hoạt động từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho hay Nga đang tập trung khoảng 35.000 quân dự bị ở tuyến sau, tương đương hai quân đoàn, sẵn sàng tham gia chiến dịch. Giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công Kharkov có thể phục vụ chiến lược của Nga là tạo vùng đệm ở biên giới để bảo vệ tốt hơn thành phố Belgorod, nằm cách biên giới vài chục km và gần đây thường xuyên hứng chịu các đòn tập kích của Ukraine. Quan chức cấp cao giấu tên trong quân đội Ukraine cuối tuần trước cũng nhận định mục tiêu của họ có thể là tiến sâu tới 10 km để thiết lập vùng đệm an ninh. Nga cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa. Moscow cảnh báo Mỹ và phương Tây đang đùa với lửa khi cấp vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Vào ngày 16 và 17 phần 5, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái vào Crimea, vùng Krasnodar và các khu vực khác của Nga, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 17 tháng 5. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014, bị tập kích liên tiếp trong hai ngày. Ukraine bị nghi sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào Crimea. Một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Bruxelles và các nước phương Tây khác, cũng như Kiev, nước đang nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả, bà Zakharova cảnh báo. Bà Zakharova chỉ ra rằng, đằng sau những cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga, có thể thấy rõ bóng dáng của Mỹ và Anh khi hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Họ không chỉ cung cấp cho ông ấy tên lửa tầm xa hơn và vũ khí hạng nặng mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại Nga, do đó góp phần làm xung đột leo thang hơn nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói, đồng thời đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các quan chức phương Tây tới Kiev. Mỹ và các đồng minh đã dồn hàng loạt vũ khí, đạn dược trong kho tới Ukraine trong hai năm qua và nhiều quốc gia đã đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn dược. Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các thành viên NATO đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Moscow tuyên bố, Nga coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công thích đáng. Tình hình leo thang hơn gần đây khi Anh tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí nước này cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Điện Kremlin cho rằng đây là động thái leo thang căng thẳng trực tiếp. Trong chuyến thăm Washington hôm 14 tháng 5, David Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự Nhân dân cầm quyền tại Quốc hội Ukraine, cho biết vấn đề chính hiện nay là chính sách của Nhà Trắng đang hạn chế khả năng của Kiev trong việc tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Các nghị sĩ Ukraine đã lên kế hoạch thuyết phục Quốc hội Mỹ thay đổi chính sách, dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Bất chấp những nỗ lực của họ, hai quan chức mỹ xác nhận với politico rằng lập trường của chính quyền tổng thống joe biden vẫn không thay đổi đề cập đến vấn đề gây tranh cãi về các cuộc tấn công vào lãnh thổ nga ngoại trưởng blinken nói chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài ukraine nhưng rốt cuộc ukraine sẽ phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này tổng thống zelensky lên tiếng về đề xuất ngừng bắn với nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky hoài nghi ý tưởng do tổng thống pháp đưa ra về lệnh ngừng bắn với nga Lệnh ngừng bắn sẽ không ngăn được khí tài quân sự tiến sâu hơn và sau đó tiến hành tấn công. Tôi không hiểu chi tiết của lệnh ngừng bắn. Đối với tôi, đó có vẻ như là một câu chuyện không thể thực hiện được. Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 17 tháng 5. Tổng thống Zelensky cho biết ông hoài nghi về đề xuất do Pháp đưa ra. Pháp sẽ tổ chức thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ lệnh ngừng bắn đối với tất cả các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới trong khoảng thời gian diễn ra thế vận hội, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông Macron nêu ý tưởng này hôm 14 tháng 5, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc Pháp chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Hồi tháng 3, ông Macron cũng từng ngỏ ý đề nghị Nga thực thi một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong dịp diễn ra thế vận hội. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó nói rằng ông không nhận được đề nghị nào như vậy từ nhà lãnh đạo Pháp. Điện Kremlin đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Pháp về việc ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Olympic ở Pháp. Điện Kremlin cho rằng Ukraine có thể lợi dụng bất cứ lệnh ngừng bắn nào để tập hợp lại lực lượng, giành ưu thế trên chiến trường. Cả Tổng thống và các quan chức quân sự của chúng tôi đều chỉ ra rằng chính quyền Kiev thường sử dụng những ý tưởng và sáng kiến như vậy để tập hợp lại, tái vũ trang. Điều này chắc chắn khiến việc xem xét những sáng kiến đó trở nên khó khăn hơn nhiều người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào giữa tháng 4. Tổng thống Putin từng cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với Paris nếu Pháp có thiện chí. Chủ nhân Điện Kremlin nói rằng ông từng có mối quan hệ làm việc rất tốt đẹp với ông Macron, nhưng mối quan hệ đó đã bị giãn nứt bởi chính nhà lãnh đạo Pháp. Tổng thống Macron tháng trước gây xôn xao với phát biểu phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ Kiev. Nga cảnh báo việc lực lượng NATO triển khai trên thực địa ở Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa Nga và Liên minh quân sự phương Tây. Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị hòa bình đầu tiên diễn ra tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới. Nga cho biết không được mời đến sự kiện này. Tổng thống Zelensky hồi tháng 10 năm 2022 đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Kiev coi công thức hòa bình này là cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Nga coi đề xuất hòa bình của Ukraine không khác tối hậu thư và xa rời thực tế. Nga tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, song phải dựa trên thực tế và xét đến các lợi ích của Moscow. Ông Zelensky nói Ukraine lần đầu có đủ đạn pháo sau hơn 2 năm chiến sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giải quyết được vấn đề đạn pháo sau mùa đông thiếu thốn nghiêm trọng khiến Nga đạt được đà tiến trên chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 5 nói rằng, lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, không có lữ đoàn Ukraine nào báo cáo về việc bị thiếu đạn pháo. Và điều này đã xảy ra trong hai tháng qua, ông nói, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong những tháng mùa đông, lực lượng vũ trang Ukraine bị thiếu hụt trầm trọng đạn pháo, phần lớn là do viện trợ quân sự của Mỹ bị đình trệ. Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết Ukraine không thể bắn hơn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, tương đương khoảng 1 phần 3 lượng đạn pháo sử dụng trung bình hàng ngày của Nga. Séc đã phát động một sáng kiến nhằm mua đạn pháo cho Ukraine nhằm mục tiêu chuyển 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm tới phía Kiev. Ông Zelensky cho biết ngay cả trước khi sáng kiến này bắt đầu, nỗ lực mua sắm đạn pháo của Ukraine đã đạt được tiến bộ. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng không có đạn pháo, ông cho biết. Nhiều quốc gia, bao gồm Bỉ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Canada, Ba Lan, Đan Mạch và Slovenia đã đóng góp kinh phí cho sáng kiến của sách. Theo ước tính, số tiền đóng góp đến nay có thể đủ mua cho Ukraine 1,5 triệu quả đạn. Mặc dù vậy, Nga cũng đã tăng mạnh mẽ năng lực sản xuất quân sự. Vào tháng 1, Maun Herem, chỉ huy lực lượng phòng vệ Estonia, nói rằng Moscow có khả năng đã sản xuất được một triệu quả đạn pháo mỗi năm. Theo ông Herem, thông tin tình báo cho thấy Nga có khả năng sản xuất nhiều hơn như vậy nhiều lần. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cho biết Moscow vẫn chưa tiến đến được tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở Kharkov. Theo ông, Nga mới chỉ tiến được tới tuyến phòng thủ đầu tiên không thể xây tuyến phòng thủ kiên cố ở khu vực giáp biên giới vì Nga liên tục bắn vũ khí vào đó. Nga đang ở tuyến phòng thủ đầu tiên, tuyến được xây trong thời chiến, dưới hỏa lực liên tục. Tuyến đầu tiên và tuyến thứ hai do quân đội xây. Tuyến thứ ba do chính quyền địa phương xây và nó kiên cố nhất vì nó được xây dựng mà không có vũ khí, đạn pháo, bom rọi xuống, ông giải thích